Làm sao một đứa trẻ nghèo nàn có thể trở thành giám mục, rồi hồng y, sau đó thành thánh? Thánh Ferro Damiano mất cả cha lẫn mẹ từ lúc mới sinh. Một trong mấy người anh đã lãnh Damiano về nuôi. Nhưng Damiano đã bị anh đối xử cách vô cùng tàn tệ, bắt phải làm những việc rất cực khổ. Ăn uống thì không ra gì, còn quần áo thì không đủ để mặc. Một ngày kia, Damiano lượm được một đồng bạc. Nó cũng nói lên sự may mắn của Damiano, bởi một người bạn đã nói với Damiano: anh cứ dùng nó đi, vì đâu có biết ai là chủ của nó mà trả lại. Sự khó khăn của Damiano lúc này là cái gì anh cũng cần, đối với anh, cái gì anh cũng không có, nên anh cần đủ thứ. Trong đầu của anh lúc này là muốn dùng đồng bạc đó vào một việc gì đó có ý nghĩa hơn. Anh nảy ra ý định muốn xin một thánh lễ cầu cho các linh hồn trong luyện tội, nhất là linh hồn cha mẹ yêu dấu của anh. Một sự hy sinh thật cao quý, anh đã lấy tiền đó để xin lễ, mà quên đi chính bản thân mình. Kể từ ngày đó, vận mạng của Damiano thay đổi hoàn toàn một cách rõ rệt. Do sự trả ơn rất lớn lao của các linh hồn và sự hy sinh của anh, khi biết người em nhỏ bé của mình phải sống trong cảnh tàn tệ như thú vật, người anh cả đã đem Damiano về nuôi nấng, chăm sóc, cho ăn học và lo lắng yêu thương như con ruột trong gia đình. Ơn đổ tràn trên ơn nối tiếp. Tài nghệ và con người của Damiano đã trở thành nổi tiếng. Damiano quyết định đi tu làm linh mục. Rồi một ít lâu sau, Damiano được chọn vào hàng giám mục, rồi làm hồng y. Nhiều phép lạ đã chứng minh sự thánh thiện của Damiano. Do đó, sau khi chết, Ferro Damiano được phong thánh và được phong làm tiến sĩ của hội thánh. Biết bao ơn đổ xuống cho người. Kể từ sau khi xin một thánh lễ cầu cho các linh hồn, cuộc mạo hiểm ở Apennines, một nhóm linh mục được gọi tới La Mã để nghiên cứu về một vấn đề trọng đại. Họ mang một số hồ sơ quan trọng và một số tiền lớn để giao cho Đức Giáo Hoàng. Được biết vùng Apennines, quãng đường mà họ phải đi ngang là một vùng bại hoại làm ăn của một đảng cướp núi, cho nên các linh mục phải lựa một kẻ tinh cẩn làm tài xế. Hồi đó chưa có các đường hầm đi ngang lòng núi hay xe lửa như bây giờ. Các linh mục tự đặt mình dưới sự che chở của các linh hồn và đọc kinh cầu hồn từng giờ cho họ. Khi tới lòng núi, người tài xế liền báo nguy. Cùng lúc đó, đoàn ngựa như có linh hứng, chúng giận dữ phóng nước đại. Nhìn quanh, các linh mục thấy một bọn cướp dữ tợn đứng vây hai bên đường với những họng súng đang gườm sẵn vào họ, sẵn sàng nhả đạn bất cứ lúc nào. Nhưng rồi các linh mục đã rất ngạc nhiên là không một tiếng súng nào nổ ra cả. Sau một giờ chạy trối chết, người tài xế dừng lại nhìn các linh mục rồi nói: con không hiểu tại sao chúng ta lại thoát nạn, vì những kẻ liều mạng kia không bao giờ tha cho một người nào cả. Sự việc xảy ra không ngờ được. Các linh mục tin rằng các ngài được sự bình an là nhờ các linh hồn che chở. Khi công việc kết thúc ở La Mã, một trong số các linh mục được giữ lại thành phố Eternal. Vị linh mục này được bổ nhiệm làm linh mục cai quản của một nhà tù.
Sau đó không lâu, một trong những tên cướp đã bị bắt sau vụ đánh cướp ở Ý và bị lên án tử hình vì đã phạm bao nhiêu tội giết người cướp của. Hắn phải đợi trong nhà tù để chờ xử tử. Vì muốn gây niềm tin nơi tên cướp này, vị linh mục đã tới gặp và kể cho hắn nghe về những lần mạo hiểm của người vừa rồi lại thoát nạn ở Abinis. Tên tù tội cảm thấy rất thích thú. Nghe xong, hắn nói: "Tôi là người cầm đầu đảng cướp đó. Chúng tôi nghĩ rằng các cha có tiền nên quyết định giết người cướp của. Nhưng có một sức mạnh vô hình nào đó đã cản trở mọi người chúng tôi, không cho chúng tôi nổ súng. Trong khi chúng tôi đã chắc chắn rằng công việc sẽ xong xuôi, vì chúng tôi biết có thể làm được việc đó một cách dễ dàng." Vị linh mục nói cho tên cướp hay: "Các ngài đã tự đặt mình dưới sự che chở, bảo vệ của các linh hồn nên mới được các ngài bảo vệ như vậy." Tên cướp đã tin ngay lời nói của vị linh mục và nhờ câu chuyện đó, anh ta đã mềm lòng và đã ăn năn hối hận về các việc mình đã làm. Cuối cùng, anh đã lãnh án tử hình trong thanh thản bình an nội tâm thật sự. Làm cách nào mà Đức Giáo Hoàng Pio IX đã làm lành một trí nhớ tồi tệ? Vị Giáo Hoàng đáng kính Pio IX bổ nhiệm một linh mục rất thánh thiện và khôn ngoan tên là Padre Tomaso lên hàng giám mục của một giáo phận. Vị linh mục này sợ hãi vì biết trách nhiệm đó quá nặng nề nên hết lòng năn nỉ để thoái thác. Nhưng sự phản kháng của người chỉ là vô ích, bởi vì Đức Giáo Hoàng đã biết được những công trạng của người làm. Qua sự hiểu biết, vị linh mục khiêm nhường năn nỉ một cuộc diện kiến với vị Giáo Hoàng. Đức Giáo Hoàng đã tiếp đón người một cách rất ân cần, niềm nở. Một lần nữa, nhờ lại viện cớ để thoái thác trách nhiệm. Nhưng Đức Giáo Hoàng nhất định không lay chuyển. Cuối cùng, vị linh mục đành phải nói với Đức Giáo Hoàng là người có một trí nhớ rất tồi tệ, e rằng nó có thể gây ra trở ngại nghiêm trọng đến chức vụ của người. Đức Giáo Hoàng trả lời với nụ cười hiền từ của một người cha đáng mến: "Giáo phận của con rất nhỏ so với toàn giáo hội mà ta đang gánh vác trên vai. Những lo lắng của con rất nhẹ so với những lo lắng của ta. Thì con sợ gì chứ? Cho con biết, ta cũng như con. Ta đã chịu đựng sự khiếm khuyết của trí nhớ, nhưng ta đã cầu nguyện một cách sốt sắng hàng ngày cho các linh hồn, và các linh hồn đã trả lại cho ta một trí nhớ thật tuyệt vời. Con có muốn như vậy không? Con yêu dấu, con sẽ có cớ để vui mừng. Tạ ơn Chúa."